Chi cục chăn nuôi và thú y thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, làm việc với các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi thuộc thú y trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở có đầy đủ giấy tờ theo quy định và đảm bảo cơ sở vật chất để kinh doanh buôn bán thuộc thú y thức ăn chăn nuôi. Đại lý thuộc thú y huyện Vũ là đã chấp hành đầy đủ các quy định về các cái mặt hàng sản phẩm từ vaccine cho đến thuộc thú y. Thì tất cả đều nhập có hóa đơn chứng từ có nguồn gốc rõ ràng và đã đầy đủ theo yêu cầu của nhà sản xuất cũng như là bên chi cục thú y, và đảm bảo thuốc và vaccine là không hết hạn sử dụng, kiểm tra hàng tháng mà một lần để đảm bảo chất lượng thuốc. Chi cục chăn nuôi và thú y cũng đã tiến hành lấy mẫu thuộc thú y để phân tích chất lượng, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, kinh doanh buôn bán thuộc thú y, đặc biệt là việc sử dụng thuốc, vaccine dùng để điều trị phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Chủ động phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu Cha Lo, chi cục thú y vùng 3 và trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu Cha Lo kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán thuốc, vaccine thú y qua cửa khẩu. Chi cục chăn nuôi thú y đã xây dựng một kế hoạch rất cụ thể để thực hiện cái công tác kiểm tra. Qua cái thời gian kiểm tra vừa rồi thì là chi cục đã phối hợp với các ban ngành địa phương, nhất là ở vùng cửa khẩu Cha Lo, đến nay chưa có cái trường hợp nào là vận chuyển thuốc và vaccine phòng chống cho bệnh động vật qua cửa khẩu. Và thực tế kiểm tra tại khu cửa khẩu kinh tế Cha Lo thì là không có cái cơ sở nào là kinh doanh buôn bán thuốc và vaccine phục vụ phòng chống dịch bệnh cho động vật. Ngoài ra thì chi cục đã là thực hiện kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh thuốc, bao gồm cả thuốc thủy sản trên địa bàn, thì đến nay chưa phát hiện được các trường hợp mà có kinh doanh các cái loại thuốc và vaccine không rõ nguồn gốc. Đặc biệt qua kiểm tra thì kết quả các cơ sở kinh doanh thuốc và vaccine thì cơ bản đã làm đầy đủ các thủ tục kinh doanh thuốc và vaccine. Hiện nay một số loại thuốc thú y, vaccine lậu được rao bán trên các trang mạng xã hội nên rất khó kiểm soát. Vì vậy, Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Bình sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp buôn bán, sử dụng thuốc, vaccine thú y không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về buôn bán, sử dụng thuốc thú y, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi.